Phật A Di Đà Thân Kim Sắc Tướng Tốt Quang Minh Tự Trang Nghiêm. Năm Tô Di Quyền Chiến Bạch Hào, Bốn Biển Lớn Trong Ngàn Mặt Biết. Trong Hào Quang Quá Vô Số Phật, Vô Số Bồ Tát Hiện Ở Trong. Bốn Mươi Tam Nguyện Độ Chúng Sanh, Đen Vàng Lên Giải Thoát. Quy Mạng Lệ A Di Đà Phật, Ở Phương Tây Thế Giới An Lành. Con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Bye.
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đ
Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật A Di Đà 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 Phật Phật A Di Đà 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 Phật Phật A Di Đà 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 Phật Phật A Di Đà 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 Phật A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật, A Di Đà 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 Phật. Xin mời toàn thể đại chúng, chúng ta đồng quỳ xuống để niệm Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Chúng Bồ Tát. Tụng kinh niệm Phật, lại Phật công đức thù tặng hạnh vô biên. Pháp giới chư chúng sanh tông vạn vô lương hoàng Phật sạc nguyện theo tam chương chư viền nào nguyện đăng chí huệ chân minh liều vô nguyện tội chương tăng theo chờ Bồ Tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cổ phẩm liên hoa vi vụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Công đức vô cẩm ở nhân tiết ngà đằng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con phát Bồ Đề Tâm, tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật lại Phật. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này, nguyện cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, phát Bồ Đề Tâm, niệm A Di Đà Phật, giữ tín nguyện vững chắc, một đời này phát nguyện cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nguyện cho tất cả quý vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề Tâm, niệm A Di Đà Phật, buông bỏ oán hận trong nhiều đời nhiều kiếp, thành tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui an lạc, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Phổ nguyện âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tự quý Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Tự quý pháp sinh nguyện chung sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Thank you.
Từ quý tăng xin nguyện chúng sanh lê đại chúng tăng cả công ngài. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh tịnh độ. Gia đình mình có những người mà ông lên bà xuống thì biết không? Biết là ông lên bà xuống không? Là giống như tổ cô, tổ bà, tổ gì đó. Chết mà lâu năm mà chưa siêu quý vị. Về lâu lâu nhập vô con cháu, kêu ghéo rồi nói này nói kia khóc lóc. Nói này nói kia bây giờ tao trên núi ông cấm, núi ông két gì. Thấy không? Đó toàn là cảnh giới quỷ đạo quý vị. Vậy thì muốn hóa giải thì phải làm sao? Mình đi tu, họ có khi đi theo lại đi tu. Nhưng mà những thành phần đó khó độ. Nhưng mà họ nghe từ từ để họ cảm nhận được cái cảnh giới họ mới tu. Họ mới hóa giải được. Nếu không là nó cứ lưng tưng hoài. Còn bản thân mình là con cháu mà mình làm sao cho họ đừng có nhập mình. Là mình phải siêng niệm Phật, siêng tạo công đức. Để cái oai lực của mình nó mạnh lên. Cái thần thức mình nó mạnh lên thì người ta không nhập được. Bản thân mình giống như một căn nhà mà mình làm chủ là cái linh thức nó yếu quá. Thì người ta mới chen vào căn nhà mình, ta xô cái linh thức mình ra, người ta nhập vô cái thân. Nên người ta nhập được mình là do tâm thức mình yếu. Nên những người thường sợ ma là những người thường bị nhập. Những người thường mà sợ này sợ kia là thường bị nhập. Nên cái người mà gan dạ không sợ cái gì hết là không bao giờ bị nhập. 100% luôn. Nên từ nơi đó quý vị muốn cho cái tâm thức quý vị mạnh là vì phải niệm Phật. Phải siêng tu, phải ăn chay phóng sanh tạo phước cho lớn lên. Để mình thấy mình là người có phước đức, mình không có sợ, mình không có nhát. Thì người ta không có nhập được mình. Vậy thì mình mới độ cho những cái cảnh giới mà ông lên bà xuống nha. Nên nhiều khi họ khổ lắm á. Nên về đây tu để giúp họ. Giờ chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Chúng ta hôm nay vừa cộng tu và cúng thí thực xong. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Tất cả những con chim này chúng ta chuẩn bị thả nó đi. Mang thân làm súc sanh này cũng từ nơi cái nghiệp duyên tham sân si nặng nề. Mỗi một con người chúng ta được thân người là từ giữ năm giới. Nên cái giới đầu tiên Phật nêu lên là cấm sát sanh. Vì tất cả chúng sanh đều thương nhất là thân mạng. Chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Nên là chúng ta mà giết chúng sanh đó là tội nặng nhất. Mà chúng ta thả chúng sanh đó là phước báo lớn nhất. Nên nếu như một con người mà cái tâm tham lam nặng nề là nhân, mà đến khi cuối cuộc đời vẫn là cái tâm tham chấp nặng nề từ nhà cửa con cháu nặng nề mà chấp nhất tham chấp như vậy, thì cái nhân đó nó sẽ đẩy mình vào cái quả báo là ở trong loài ngạ quỷ. Nếu như một con người sân hận cọc cằn thô lỗ là nhân, mà nếu như đến khi cuối cuộc đời con người mình khi bệnh đau mà quý vị thấy những người khó chịu sân si khi đã nuôi họ mà họ còn bực bội câu có này kia, thì cái quả báo của họ khi vừa chết đi là đọa thẳng vào trong cái cảnh giới của địa ngục rất là khổ đau. Còn nếu như con người không biết chánh tà, ngu si, không lo tu hành tu nhân tích đức, không hiếu thảo với cha mẹ, không hòa thuận với anh em, mà con người này thường là bất hòa với anh em, mà có khi còn giành giật của cải với anh em, đó là cái tội ngu si. Tội ngu si này là nhân mà chiêu cảm quả báo là loài súc sanh. Nên từ nơi con người chúng ta đọa trong tam độ ác đạo là chính mình đã gieo nhân mà gặt quả. Nên mình khi nghe Phật Pháp rồi tự nhiên mình chuyển hóa những cái nhân xấu, mình tu nhân cái nhân tốt thì mình sẽ hưởng được quả báo tốt. Nên hôm nay tất cả những con chim này cũng được cái nhân duyên được tất cả hàng Phật tử bỏ tịnh tài ra mua ở trong ngôi Tam Bảo này, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và nghe được pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật chỉ cần một chúng sanh nào được nghe mà chịu niệm A Di Đà Phật và phát nguyện muốn về, thì bất cứ một chúng sanh nào chỉ cần nghe danh hiệu Phật mà chịu niệm muốn về, Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn. Có Phật hiệu rất là lớn khi xả thân này
thì chuyển cái thân súc sanh có thân người tiếp tục niệm Phật, hoặc là phát nguyện sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chấm dứt sự khổ đau. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời quý vị xuống dưới chay.